Chị ngồi ngoài này lạnh lắm, vô nhà nghe chị. Chị ngồi chờ anh Giao. Hảo ơi, chị sợ lắm, sợ cái ngày chị nhắm mắt xuôi tay. Lâu nào cao bằng lầu ông chánh, gánh nào nâng bằng gánh can thường. Suốt thân em vẫn má hường, xuôi em phải gánh đoạn trường. Phải rặng tranh bầu luôn hứng cơn mưa sầu, sầu nhịp cầu lắc lư, sầu giác người tư tư thân ngôi trời. Má, ngắm kiển hả má? Mấy cây kiển này hồi đó ba của con ổng mê lắm. Cứ hễ sáng sáng là miệng của ổng ngậm điếu thuốc, đi vòng quanh mặt mày ổng dĩ sáng rực cũng như là hoa nở vậy. Khiến má cũng phải ghiền theo cái thú vui của ba con. Và má cũng ngậm trầu đi ngắm kiển như bây giờ phải không má? Thì vậy. Giống như cái câu thương người, thương cả đường đi lối về vậy mà. Vậy mới có cái câu chim quyên ăn trái nhãn lòng, ly thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Cha mày đâu, ghẹo má phải không? Đâu có, con chỉ nêu lên cái ý tình đậm đà của cái câu người dưng khác họ đem lòng nhớ thương thôi mà. Bởi vậy mới nói, ông trời ông khéo sắp đặt, nên người dân với nhau mới chung chạ cùng nhau đến suốt cuộc đời. Chứ nếu không thì làm sao mà tạo ra con người để duy trì nhân loại hả con? Còn con đó, cũng nên mau mau cưới vợ đi. Ý trời, má xúi con cưới vợ trong lúc này thì làm sao con đi Tây? Cái gì? Con đòi đi Tây đành bỏ má sao con? Ba bển làm gì ở nhà cưới vợ đi con. Lên Sài Gòn bỏ má héo hôn, thi đậu rồi thì về ló ruộng nương phụ má. Như muốn đi làm quan thì cứ việc đi, nhưng mà phải cưới vợ má mới yên. Cưới vợ lúc này con thấy chưa vội, còn làm quan bất qua chỉ là thầy ký thầy thông. Lương mỗi tháng chỉ có 40, sang trọng chi đâu mà bước vào đường ấy. Thà con đi học bên Tây để làm quan tòa, hoặc là con làm một ông đốc ngay tờ lương y từ mẫu giúp đời. Như vậy mới thỏa cái chi của con. Nếu con
con đi Tây, thế nào cũng cưới vợ đầm, thôi thà là cưới người mình. Chứ ngôn ngữ bất đồng thì khó lắm con ơi. Với lại nhà mình cũng dư ăn dư để, cần gì con phải làm tới quan tòa mới có ăn. Làm con người ăn bao nhiêu ở bao nhiêu là do ý ông trời, ông định sẵn cả rồi. Con đừng có đèo bồng mà ra nước ngoài rồi bỏ má nữa đó. Con biết má chỉ sanh con mình con nên má không muốn xa con, nhưng vì con nghĩ con đi xa thì có anh Tánh ảnh hữu hỷ với má. Má biết thằng Tánh là đứa có nghĩa có tình. Hồi đó má lụm nó trước cửa nhà mình, lúc đó đâu là 4-5 tuổi gì đó, còn con cũng được 2 tuổi. Ây, thì không biết ai mà bất nhân hết sức à. Con nuôi đến bao lớn đó mà họ đành đoạn đem đi bỏ. Má thấy tội nghiệp mới bồng nó về nhà mà nuôi. Nhờ vậy mà con mới có người để bầu bạn vui đùa cùng nhau, cho con đỡ lành cái tình anh em. Coi như má làm phước cứu người, tìm chút đức ân cho con má sau này. Nhìn nó lớn lên tánh tình hiền hậu, nó trung thành với mẹ con ta. Má thấy yên tâm giúp người không di lụy, nhưng mà dù gì thì máu thịt vẫn là con. Má ơi con hiểu ý má rồi, má muốn con không đi thì con ở lại nhà. Vậy ha, chịu ở nhà với má thì để vài bữa nữa má dắt con đi hỏi vợ. Má ơi đừng có gấp quá mà má. Phải gấp chứ con, má chờ con dâu, má trông cháu nội đến chảy nước dãi ra đây nè. Phải có thương có tình với nhau mới được chứ má. Cần gì chuyện đó, nếu A Thần Phù cưới đại về con ở sao được. Cái thằng nói nghe ngộ không à. Hồi đó tao với ba mày có thương trước đâu, có tình với nhau bao giờ. Mỗi thời một khác mà, thời bây giờ phải biết phải hiểu nhau để gieo cái tình sâu đậm mới thuận hòa ăn ở với nhau trọn đời trọn kiếp được. Chứ cơm không lành canh không ngọt thì sau này khổ cho con. Thiệt vậy sao? Nếu con cưới vợ thì người đó phải thiệt là thương con, phải có cái tình với con thì con mới cưới. Con cái bây giờ cho nó ăn học nhiều rồi, nó không chịu cho mình đặt nó vào cái chỗ mà mình định. Nó quên hết cái nề nếp xưa nên nó mới nghinh tân bài cổ. Má đừng giận con mà, má yên tâm đi, trước sau gì con cũng cưới vợ mà. Thôi được, má chiều con để con tự chọn đó. Dạ con cảm ơn má. Thôi để má đi thăm ruộng, má dặn thằng Tánh nó lo xuồng ở dưới bến á. Vậy má đi cho sớm để nắng lên mệt lắm mà. Để má vô lấy khăn dù cái đã. Để con lấy cho. Có lấy cái vỏ trầu không má? Có chứ. Dì Hội ơi. Ủa anh Tánh bữa nay rảnh rỗi đọc sách đó hả? Đâu phải. Chào cô. Dạ chào anh. Xin lỗi, vậy mà tôi tưởng đâu anh Tánh chứ. Anh Tánh ảnh bơi xuồng đưa má tôi đi thăm ruộng hồi sáng. Mời cô vào nha. Dạ cảm ơn anh. Cô tìm má tôi có chuyện chi vậy?
Dạ, cam nhà em chín đầy vườn hả? Má em biểu hái đem ra biếu dì Hội vài chục ăn lấy thảo. Má cô biểu cô đem cam biếu cho má tôi. Dạ. Không lẽ má mình định dắt đi coi mắt cô này? Má cô với má tôi hai người. Dạ, là chị em bạn với nhau từ hồi nhà anh còn ở trong xóm cũ. Má em là bạn sư thể đó. Ý trời đất ơi, gặp người quen cũ mà quên, thiệt là tôi bậy quá trời. Vậy thì cô là cô Tư Trâm, còn anh là anh Hai Tâm phải không? Phải. Xóm giềng với nhau mà anh làm mặt là. Xin lỗi cô Tư, không phải tôi vô tâm. Mười mấy năm nay tôi đi học trên Sài Gòn, với lại nhà cửa bây giờ không ở gần nhau. Dạ lại cô Tư cũng lớn hơn xưa nhiều, vì quá bất ngờ tôi nhìn không ra. Em nói vậy thôi chứ có trách anh đâu, mà anh lật đật phân trần dữ vậy. Nếu không trách sao chưa chịu ngồi? Anh chưa ngồi và chưa cho phép mà. Vậy mà nói không bắt lỗi. Cô ngồi đi. Cô uống nước đi cô Tư. Dạ, cảm ơn anh. Mặt em dính bụi phải không? Đâu có. Vậy sao anh nhìn em trân trân vậy? Cô đi nắng nên mồ hôi ướt mặt hết hả? Thiệt má tôi đi vắng không thấy được ý tình xóm giềng đậm đà của cô Tư. Tình làng nghĩa xóm của xứ mình là vậy đó. Anh đi học trên Sài Gòn lâu quá nên anh quên, chứ có lạ lùng gì đâu. Cô nói em vậy là ý muốn nói tôi không còn như xưa nữa hay sao? Anh có còn như xưa hay không em đâu có biết. Cô Tư nè, cái tình làng nghĩa xóm đối với tôi nó vẫn như vậy. Hồi đó hai nhà còn ở gần nhau, tôi thường cùng cô vui đùa, mình xem nhau như là anh em. Thì bây giờ dù hai nhà có ở xa nhau, và tháng rộng năm dài có làm cho mờ bụi thời gian, nhưng giờ gặp lại cô Tư, tôi vẫn không quên được cái thời thơ ấu đó. Vậy là anh vẫn không quên cô em gái nhỏ ngày nào hay dòi dĩnh ưa làm phiền anh hả? Thường bắt anh trèo cây hái trái cho em đó. Có lần đi thọc me keo, kiếm vàng rớt cắn mặt tôi sưng dù, cô có nhớ không? Nhớ chứ. Đêm đó em về nằm hối hận không có ngủ được. Sáng lại buồn ngủ không chép bài, bị thầy lấy thước gõ vào tai em đỏ hết. Giao, qua hồi nào? Lâu mau rồi. Qua từ trưa, ngồi chờ anh tới xế luôn. Nóng ruột quá nên thả đại ra đây. Ai về gặp anh? Nè, bộ có tâm sự hả? Chuyện lạ à nghe. Sao anh biết? Thấy bộ tướng nhìn mặt mày của anh là biết ngay mà. Thì cũng có chút chút thôi. Chút chút nghĩa là chưa to tát. Vậy sao tôi thấy cái vẻ sầu não nó in trên mặt anh vậy? Anh giấu tôi làm chi? Nói thiệt đi. Tôi có giấu anh đâu.
không giấu. Mà từ đó đến giờ tôi chưa hề thấy qua, trên mặt anh có nét buồn thế thảm. Dù cho lúc còn học ở trường có khó khăn gì anh cũng là người cứng rắn. Hay là anh mang bệnh tương tư? Thiệt đúng là hai chữ tâm giao, nhìn bên ngoài mà anh đã thấu. Quả là tôi đang mang bệnh thất tình, nên hôm dài thần trí tôi điên đảo. Thì ra là anh bạn của tôi. Tệ thì thôi nghe, để cho nhà anh tơ phủ dây mình. Đừng có cười tôi mà. Thiệt không ngờ anh mà mắc bệnh trầm kha. Rồi bây giờ anh định sao đây? Có bày tỏ tâm tư với ruộng gan mình, hay cứ ủ rũ trong lòng cho một sữa tâm linh? Anh nói gì mà nghe ghê vậy? Tại tôi sợ anh luôn mang cái tánh cao ngạo rồi trân mình mà chịu đó chứ. Tại chưa có dịp, chứ tôi đâu cam tâm mà chịu. Anh đừng có sợ giùm tôi. Thiệt không đó? Hồi còn học ở Sài Gòn, hai đứa mình thường bàn luận về cái thuyết ái tình và hôn nhân. Anh thì vẫn cho việc dựng vợ gả chồng phải do cha mẹ thì mới đúng theo khuôn khổ của người mình. Vì vậy nên anh mới không bị chữ ái tình nó làm bận lòng anh. Còn anh thì cho tôi là thủ cụ. Anh đã phá tôi vì anh nghinh tân. Bởi vậy nên giờ anh mới... Giao à, hai cái thuyết này chưa biết ai đúng ai sai đâu nha. Đúng vậy. Nên dù hiện nay tôi đang lâm vào cảnh khổ bởi nặng ngày mang tiếng xét ái tình, nhưng tôi vẫn giữ lập trường của tôi. Phải thấy được người ta có tình ý với mình. Thủ cụ nghiêm tân rõ ràng khác biệt, nhưng tâm và giao hai chữ vẫn đậm đà. Lý tưởng của ai thì người ấy giữ gìn, còn mối dây thâm tình vẫn bền chặt cùng nhau. Dù hôm nay mà ngày sau cũng vậy. Nhớ nghe tâm, đừng để phai mờ. Giao ơi, mình thương nhau hơn thủ túc ruột rà, thì không trở ngại nào có thể lìa nhau. Lời nói của anh rất phải. Tôi cũng mong là tình bạn mãi mãi bền chặt như keo sơn. Bây giờ nói chuyện của anh đi, cho tôi biết ý định của anh về tương lai như thế nào. Tôi thì không có gì bận trí. Hiện giờ má tôi đang dọ chỗ để hỏi vợ cho tôi. Nếu cưới vợ xong rồi, tôi sẽ đưa đơn làm nhà giáo. Cuộc sống của tôi thanh bạch an nhàn, phụng dưỡng mẹ già cho trọn chữ hiếu thân, gần gũi vợ tôi trong bổn phận làm chồng. Cuộc sống của tôi rất là giản dị, không xa hoa, không kiểu cách đua đòi. Ngày xưa tôi đã từng nói với anh rồi, thì bây giờ tôi cũng chẳng đổi thay. Vậy tôi mừng cho anh với cảnh đời nhàn hạ, và chúc cho anh chọn được vợ hiền xinh đẹp. Còn anh cũng nên mau mau bước tới mà ngó lời đính ước với người ta. Muốn cưới vợ thì phải cưới liền, để lòng mất vợ đừng phiền người ta. Duyên nợ lên với ai là tự ý trời, không phải ruộng của mình đắp bờ được sao? Anh nói cũng đúng một phần. Quơ nhị dị tân trạng ơi, làm ơn trở gót vô nhà, cơm canh nguội hết rồi. Quơ hai vị quan trạng ơi, hôm nay anh nấu món gì để đãi tụi em đó, có đặc biệt không? Số giác lương nấu canh chua bắp chuối, lương xào lăng, nghề gia truyền của anh đó. Rồi tụi em vô liền. Nè, anh coi chừng té đó. Anh vịn tay lên cây tre ngang, chân bước nhanh quá. Nếu sợ
chị chân run làm sao mà qua được. Cô thấy tôi dở lắm hả cô Tư? Đâu có, tại anh ít đi nên lọng cọng thôi, đi riết rồi cũng quen mà. Anh đi đâu đây? Thấy buồn nên thả bộ cho khuây khỏa, ai dè vô tới trong này. Hình như qua cái cầu khỉ này là gần tới. Em biết rồi, anh định vô thăm má em phải không? Phải. Dì Hương Sư có nhà không cô Tư? Dạ, má em bữa nay qua đám giỗ ở bên sông á. Thiệt là tôi không may, định đi thăm dì mà không gặp. Anh thi đậu gì à, bà con xóm giềng phải đến mừng anh, chứ ở nhà bà con vẫn bình thường, có sao đâu mà anh lại đi thăm. Bộ cô Tư có ý trách tôi đó sao cô Tư? Đâu có, thiệt tình chứ trách gì. Hôm nọ thấy anh ngồi ghe đi ngang nhà em, sao anh không ghé? Phải, hôm đó cùng người bạn rủ đi vô rừng bắn chim, lúc đi ngang cũng có ý muốn ghé thăm, nhưng vì có bạn thấy không tiện nên... Anh cũng giỏi biết đi săn nữa hả? Ý tôi dở lắm, bắn có trúng con nào đâu, nhưng mà bạn tôi anh bắn giỏi lắm, tôi thua anh xa lắc xa lơ hả? Đâu phải, chắc tại anh không có duyên với cây súng, nhưng mà anh có duyên với cây ná. Chuyện đó mà cô cũng nhớ sao? Nhớ chứ. Lần đó anh dắt em ra gò đất gần miếu ông Địa, anh nắn đất sét làm đạn, anh làm giàn ná bằng cây, anh bắn cu đất rồi lấy rơm nướng, hai đứa cùng ăn rồi tựa lưng nhau mà ngủ cho đến chiều. Về nhà hai đứa chịu hai lối, vì đã làm cho dì hối với má em, hai bà lo sợ trong đứng trong ngồi. Chuyện đã lâu cô nhớ hoài trong dạ, còn tôi thì mau quên mới là. Vì vậy nên mới gọi em bằng cô Tư, từ bữa gặp anh cho tới bây giờ. Tại quen miệng gọi mấy cô ở Sài Gòn, chứ đâu phải anh vô tình hờ hững. Thôi em Tư đừng chấp nhất làm gì, một lần nữa cho anh xin lỗi. Nói để cho vui, chứ em đâu có hẹp hòi ích kỷ. Vậy bây giờ em muốn hỏi chi, em hỏi câu gì anh trả lời ngay. Vì hội trách anh đó, nói anh sao không chịu lấy vợ. Má anh nói với em hả? Không, nói với má em. Hôm trước hai bà gặp nhau, anh cưới vợ đi, đừng có để gì buồn là anh mang tội đó. Biết cưới ai đây? Thì đi coi mắt họ, vừa ý cô nào thì cưới cô đó. Chưa quen chưa hiểu mà cưới được sao? Vậy chứ, đó giờ có ai hiểu ý nhau đâu mà cũng làm vợ chồng được vậy. Em cũng nghĩ vậy sao? Phong tục của mình là vậy mà. Như vậy thì làm sao mà đậm đà tình ý được hả em? Cái đó thì làm sao em trả lời với anh được. Theo như em, nếu có ai ngỏ lời nói là họ thương em thì em trả lời sao? Em đâu có trả lời liền được. Sao vậy? Em cũng không biết nữa. Mà sao anh hỏi em câu đó? Anh chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, vì mình là anh em mà. Hiến, em hỏi thăm anh á thì anh phải hỏi thăm lại mà. Vậy thôi nghe, hôm khác mà em có nhà mời anh đến chơi. Bây giờ em đi ra già mà mua ít cá. Chào anh. Chào em. Tại sao lại làm mất cơ hội vậy chứ?
lần tới chưa anh? Sao đi hoài vậy? Nắng chết à. Cặp giò mỏi nè. Em đi hết nổi rồi nè. Thôi, kiếm chỗ ngồi nghỉ một chút đi. Nè, em ngồi xuống đây nghỉ chân đi. Vậy mà anh cứ nói là ở gần trước mặt kìa. Ai dè đâu gạt người ta. Xa tận tới chân trời luôn à. Phải biết vậy, em theo má về trước cho rồi. Có ghe không đi, tự nhiên cái lội bộ theo anh à. Rồi giờ hối hận chưa? Hối hận để lội sông về một mình sao? Giả lại lỡ rồi, phải ráng để gặp mà thăm ảnh chứ. Ảnh là bạn của anh, mắc mớ gì em mà đòi theo thăm ảnh? Bạn của anh thì cũng như muốn nói là như bạn của em hả? Nè nè nè, đừng có hổn à nghe. Ai dám nói hổn cỡ vậy đâu. Ảnh là bạn anh. Ảnh ghé nhà bên mình lúc đó hai người ở trên Sài Gòn về. Em có gặp nên cũng là quen biết. Không lẽ em lại lỡ là mà không đến nhà thăm. Tiện đường nên ghé cố ăn nhầm gì đâu. Vậy sao còn cằn nhằn đường xa. Có lòng mà sợ thấy đường dài mà la. Ngày nay đi hỏi vợ cho anh. Em đòi theo phiền phức chớ làm gì. Người ta thương anh muốn nhìn kỹ chị dâu mình. Sợ anh sượng trân nhìn không rõ mặt mày. Cưới lầm cô vợ anh đứng ngồi hồng yên. Trời ơi, em thương anh quá hen. Vậy cho anh cảm ơn cô Út Hảo nghe. Anh em mà mắc gì cảm ơn. Ủa chú Giao. Anh Tánh đi đâu về đó? Đi thăm ruộng. Còn chú đi đâu đây? À, anh tôi đi hỏi vợ ở dưới kia kìa. Xong xuôi rồi, bây giờ dắt tôi đi thăm bạn ảnh. Là anh Tâm đó. Nhà ảnh gần tới chưa? Anh biết nhà ảnh không? Em định ghé anh Tâm chơi. Ảnh có nhà không? Chú lỡ bộ rồi. Nó đi chơi xa rồi. Sao kỳ vậy cả? Sao nổi hứng đi bất tử mà không cho tôi hay vậy cả? Đâu phải nổi hứng. Nó nói nó đi để coi người ta có nhớ có mong nó không. À, thì ra ảnh định đi để dò xét người ta. Chuyện đó đó. Ảnh đi bao lâu rồi chừng nào về? Nó nói nó đi vài tháng, đi tuốt ra Hà Nội á. Ý trời đất ơi, thiệt là bỏ công mà không được việc. Người ta lặn lội để tìm thăm mà nỡ biệt dạng biệt tâm mà. Anh Giao ơi, bây giờ cặp giò em nó tê liệt. Lát nữa không biết làm sao em về được tới nhà đây nè. Em cứ than trách hoài à. Ráng chịu cho quen đi. Bữa nay đi không có coi ngày. Anh đã đi được vợ, em thì không gặp người ta. Cô cứ yên tâm, nó không có nhà cũng đâu có hay. Cô đến nhà nói chuyện với má tôi. Rồi tôi bơi xuồng đưa cô về tới nơi. Có xuồng đưa về tôi cũng đâu có vui. Vậy thì về bằng gì mới vui? Bằng gì hỏi làm chi? Bực mình cứ hỏi hoài. Dạ, tại nó mệt nên hơi quạo. Thôi, kệ nó đi. Thôi, lỡ tới đây rồi thì chú đến nhà cho cổ nghỉ chân chút đi. Rồi xế tôi lấy xuồng đưa chú với cổ về. Thôi, khỏi phiền anh. Để tôi đứng đây đón xe bò quá giang ra đường cái được rồi. Rồi lên xe đó về nhà cũng được. Cái gì? Đi xe bò hả? Ừ. Trời, tan vậy mà bắt lên lên xe bò. Ôi, khó coi lắm. Đi xe bò êm lắm, chứ sao mà cô chê? Ai nói em lắc tới lắc lui đêm mình chết được. Đêm mình là khi nào ngồi xe ngựa, chứ nó chạy cà giật cà tưng. Chớ xe bò thì lót rôm mềm lắm, giống như xe hơi có nệm đàng hoàng. Có ngồi xe hơi lần nào chưa mà anh biết?
chưa ngồi lần nào mà tôi tưởng tượng. Vậy tôi chưa tưởng tượng ngồi xe bò. Vậy cô ngồi thử đi rồi biết à. À, hồi nãy nghe nói đi hỏi vợ hả chú Giao? Được không? Chừng nào cưới vậy? À? Dạ, má tôi chịu rồi. Tháng sau á đi hỏi, còn ngày cưới á thì định sao? Chừng nào đến ngày cưới, chú qua cho anh em tôi hay với ngang. Phải cho hay chứ, nếu không ảnh rầy chịu sao nổi. Mà chú hỏi cưới ai trong này vậy? Anh tôi đi hỏi con gái của bà Hương sư lễ. Hả? Vợ sắp cưới của chú là con bà Hương sư lễ? Ý, có xe bò kìa anh. Lẹ lên, có gian về. À, lần sau em qua nói chuyện nhiều nghe anh. Thôi rồi, còn gì mà nói nữa. Nè, làm gì vậy? Em về cả buổi rồi không nghe anh nói gì tới em hết vậy? Có gì đâu mà nói. Sao không có? Nói chuyện cô Tư Trâm đó. Anh cũng muốn nói lắm mà sợ chú không dám nghe thôi. Nói gì lạ vậy? Em về là để nghe. Nghe người ta chuẩn bị đi lấy chồng đó hả? Hả? Đó, nghe nổi không? Em tư lý chồng. Chừng nào? Còn 20 ngày nữa. 20 ngày nữa là đám cưới em tư. Nè, coi chừng thế. Ông bình tĩnh mà đòi nghe đòi biết. Ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây. Anh Tánh à, anh có biết cái người mà đi nói em tư, họ là người ở miệt nào không? Có xa lạ gì đâu. Tại sao vậy? Sao Sao em tư ưng họ mà vô tình với em vậy? Em hỏi anh, anh biết hỏi ai? Anh Tánh, người đó tên gì? Em muốn biết lắm sao? Phải biết chứ. Em còn muốn biết cả cái mặt mày của anh ta coi ra làm sao. Họ hơn em không mà em cứ lấy họ làm chồng. Em biết thì càng thêm đau đớn. Thôi nghe chờ ngày rước dâu rồi biết luôn. Em nóng lòng mà anh cứ cù nháy à. Họ làm nghề gì em có biết họ hôn. Thà đau một lần chớ đừng để dây dưa. Anh nói ra em phải bình tĩnh đón chờ. Chồng cô Tư Trâm đích thị là chú Giao. Cái gì? Chồng em Tư là Giao? Là chỗ đó đó. Trời ơi, sao ông tạo ra chi cái cảnh tình ngang trái cho thế nhân đạo điên. Nghiệt ngã đời tôi tình hận dâng trào. Giao ơi, ai xui chúng mình buộc dây quan. Em Tư ơi, sao vô tâm để cho anh đi nuốt tham ngậm sầu. Thiếu gì nơi gửi phận, sao em lại chịu gả cho Giao. Em kêu cực làm chi khó xử sau này. Không lẽ vì một chữ tình mà đổi bạn lìa xa. Em đi được một tháng thì chú Giao qua đi hỏi cô Tư. Anh nóng ruột cho em lắm. Em đó, đi mà không chịu gửi thơ về cho biết ở đâu. Muốn nhắn cũng không biết làm sao mà nhắn được.
vậy cho vừa. Vừa cái tội ý ý, em làm như trên đời này chỉ có một mình em với anh là đàn ông thôi. Bây giờ tanh bành hết trơn vậy đó cho vừa bụng em. Hết, hết thật rồi. Bởi vậy mới nói đưa tay anh bất kỳ cổng ngò, anh bất kỳ cổng ngò, thương em cái mà đứt ruột giả đò ngó lơ. Em Tư, em tệ chi vậy em Tư? Người ta có biết trời trăng mây nước gì mà trách người ta chứ. Có trách á thì em tự trách mình đi, tự mình hại mình thì có. Mà biết đâu chừng sẽ còn liên lụy đến người khác nữa. Cái thằng đi đâu mà đi hoài, không có bữa nào nó chịu ở nhà hết à. Ê, vậy hả dì? Từ hôm nó đi chơi về đến nay dì thấy nó lạ lắm. Nó làm sao á, giống như người mất hồn vậy đó, lơ lơ lửng lửng, không buồn nói tới ai. Mà thằng tánh nó cũng vậy nữa, không nghe nó cười giỡn chọc phá em nó như thường ngày nữa. Dì có hỏi anh Tâm coi tại sao mà ảnh thay đổi như vậy không dì? Có hỏi chứ, mà nó trả lời không có gì. Má đừng lo cho con. Hay là đi chơi mấy tháng nay ảnh đã để lòng với ai, nên về nhà ảnh mắc nhớ người ta nên ảnh không có vui. Nếu được vậy thì dì cũng đỡ lo. Nhưng mà ngặt cái là nó không có chịu nói, thì biết đâu mà lần chứ. Dì hỏi riết á thì ảnh cũng phải nói mà dì. Ôi thôi kệ nó đi, chừng chịu hết nổi nó cũng phải khì ra. Mà con ra đây có gì không con? Dạ, còn 3 ngày nữa là tới đám cưới của con. Chắc má con sai ra nhắc dì phải không? Dì không có quên đâu. Trâm à, dì rất thương con, nên coi như con cháu trong nhà. Mà dì biết con cũng thương dì. Cái tình láng giềng bao năm vẫn thắt chặt. Nói thiệt tình nghe con, dì cũng muốn cưới con cho thằng Tâm làm vợ. Nhưng cái thằng tánh tình nó kỳ lạ, con gái người ta mà chờ nó mãi hay sao? Dì ơi, con với ảnh không duyên không nợ, thì làm sao mà nên câu chồng vợ? Vì vậy nên dì không được gần gũi cháu. Cháu đi làm dâu cho người, dì tiếc làm sao? Chuyện nợ của con đã buộc sẵn rồi, nên con phải theo chồng xa hàng xóm thân quen. Tình nghĩa ngày xưa của hai gia đình thì con và anh vẫn là tình anh em. Dì không biết chừng nào nó mới chịu cưới vợ nữa, nó lập gia đình thì dì mới yên tâm. Dì đừng buồn, rồi đây anh cũng gặp người vừa ý để anh cưới. Hôm nay con ra đây là để chờ gặp ảnh. Con mời ảnh một tiếng, để không thôi ảnh trách con là kẻ vô tình đó. Nó về kìa, con nói chuyện với nó đi. Dạ. Ê, anh Tâm. Em Tư, đi thăm anh đó hả? Anh đi chơi đâu vậy? Em ra chờ anh cả buổi đó. Em ra đây để mời anh dự đám cưới của em, phải không? Dạ. Còn mấy ngày nữa là em lấy chồng. Em lấy chồng? Nên hôm nay em ra để tận mặt mời anh. Ngày hôm đó anh nhìn chút thời giờ mà đến mừng em. Trong cái ngày xuất giá du quy, vì nghĩa tình thời thơ ấu, em mời anh đến giữ ngày vui. Xin anh đừng lỡ.
anh sẽ có mặt trong cái ngày em vui bước theo chồng. Anh sẽ cạn chén rượu nồng, dù rượu có làm thế đắng bờ môi, anh vẫn uống mãi quên thôi. Nếu anh không quên tình bạn thuở thiếu thời, xin cho em thăm hỏi đôi lời. Em sắp lấy chồng đừng nên bận rộn, hãy để tâm hồn được thanh thơi. Nếu muốn em thảnh thơi để yên tâm theo chồng về chúng là, thì anh đừng ngại nói ra cái tâm sự của riêng mình. Có xa lạ với nhau đâu, anh giữ làm chi câu chuyện tâm tình. Có vướng mắc điều chi xin anh cứ bày tỏ, để em được chia bùi sẻ đắng cùng anh. Chứ ngày em lấy chồng mà thấy anh chẳng được vui, em thắc mắc có khi là em lầm lỗi. Em không muốn mình để bận lòng anh, nên thành thật mong anh nói rõ sự tình. Em đừng gợi chi cái chuyện thời thở ấu, để buộc anh nói ra cái tâm sự của riêng anh. Bây giờ anh chỉ mong cho buổi thời gian mờ lấp kỷ niệm xưa. Anh không muốn nhớ nữa thì em cũng đừng nên nhớ. Qua lời lẽ của anh đã cho em biết, em đúng là có lỗi. Cái ưu tư của anh em có sai trái gây ra. Anh đừng ngại ngùng mà giấu giếm em, rồi lạnh nhạt hững hờ kiếp bỏ. Em không nên cố tình tìm hiểu, chỉ thêm nặng lòng mà giảm đi hạnh phúc đời em. Hương vị ngọt ngào đang chờ đợi bước chân em, hãy cố mà lo sống trọn cho chồng. Chuyện buồn của anh là chỉ riêng anh, em không có lỗi gì làm phiền lòng anh cả. Anh nói một câu cho em yên dạ, cũng như ngày nào anh vẫn thương em. Anh nói thiệt phải không? Anh không có buồn em hả? Thiệt mà, em tin anh đi. Nhưng mà tại sao em nghĩ anh giận em? Tại mình xa nhau mười mấy năm, mới gặp lại đâu có bao nhiêu ngày. Rồi cái anh đi mất tiêu mấy tháng sau mới về. Em sắp lấy chồng, anh cũng chẳng đến hỏi thăm nữa. Vậy à? Làm em tưởng đâu cái lần gặp nhau ở cầu khỉ đó, em có nói gì lỡ lời làm cho anh giận em không? Không có đâu, lần đó em đâu có nói gì làm phật ý anh. Chỉ có anh... Anh làm sao? Anh vụng về nên hỏi thử câu làm sao em khó trả lời. Thì người có lỗi đó là anh, vậy cho anh xin lỗi em nha. Anh thiệt à, vậy mà cũng xin lỗi nữa. Thôi để em về, anh thưa lại với dì giùm em nghe. Hôm đó anh nhớ đến tiễn em ha. Anh đến mà. Em về đi. Em về nghe. Em Tư cũng quyến luyến mình. Vậy mà tại sao lại chịu lấy chồng chứ? Mình và em Tư quen biết từ nhỏ, lẽ nào trong lòng em lại không nhen nhúm được cái chữ tình? Vậy mà dám một người xa lạ với em, sao em lại bị chữ tình nó vướng mắt? Tại sao lại trơ trêu lại quái quăm như vậy?
khiến cho mình nghĩ mãi không ra. Em Tư ơi, em tệ làm chi cho nát tim anh, cho tan hồn phách. Gặp nhau làm chỉ cho chữ ai tình ràng buộc. Để anh ôm tương tư đài đọa trái tim. Trăm ơi, suốt cuộc đời anh sẽ nâng niu mãi một bóng hình. Đó là hình ảnh em trong trái tim anh trọn kiếp. Dù biết đó chỉ là một manh tình si, nhớ mãi tiếng em nói với giọng em cười và dáng em đi. Để đêm nghe gió rất ngoài sông mà nhớ em da diết. Rồi nhìn tàn lá chuối tả tơi lá ngọn, anh tưởng như ai sẽ dùng trái tim mi mình. Sâu tre chẳng giót nên cần, sâu mai anh chẳng đặng gần bên em. Nhưng nếu vẫn ôm bóng hình trăm trong tâm khảm, liệu là mình có lỗi với nhau không? Không, chuyện con tim ai cũng có lý lẽ riêng. Thì có ai nỡ đi ngăn cấm mình yêu thầm lặng. Nhưng ngày cưới của hai người mình phải làm sao? Phải lánh mặt hay là nến trường mặt? Nếu lánh mặt thì chẳng khác nào nhận mình là người thua cuộc. Rồi em Tư và Giáo sẽ nghĩ sao đây? Thôi thì đành cắn răng chịu, để mừng em Tư cùng nghe bạn chén rượu nồng. Cũng đành lỡ chữ nở duyên, mình ta lẻ bước triền miên nỗi sầu. Còn đâu mơ ước ngày nào, trao em một tấm lụa đào xe duyên. Tâm ơi, em thông suốt rồi phải không em? Nếu vậy thì nghe lời má lo cưới vợ đi, cho má vui nghe. Vết thương dù có được chữa trị, nhưng cũng phải chờ cho nó lành lặn chứ anh. Làm sao cho nó lành lặn? Bao lâu lận? Em sẽ đi Tây ngay sau ngày cưới em Tư. Còn ngày về chưa biết. Trời ơi, bỏ má đi nữa sao? Anh săn sóc má giùm em nha. Nữa cũng tao nữa. Cà phê đây, xin mời anh dùng. Coi có bạn chị dâu pha không ha. Sao? Cũng tạm tạm. Anh xấu quá đi. Thương vợ hơn thương em. Mai mốt em lấy chồng, anh đừng có trách là em thương chồng hơn thương anh đó nghe. Anh nói chơi mà. Em đã đến tuổi lấy chồng, sao còn hay hờn mát vậy? Nói cho đỡ buồn đỡ tuổi, chứ có ai mà thèm dòm ngó đến em. Bộ em gái của anh tệ lắm hay sao mà không có ai dòm ngó chứ? Thôi bỏ đi, chuyện của em không có quan trọng, đừng nói nữa, nói chuyện khác đi. Đâu có, chuyện của em cũng quan trọng lắm chứ. Em nói không quan trọng bằng chuyện của anh mà. Chuyện của anh? Anh có gì đâu mà quan trọng. Sao không quan trọng? Quan trọng chỗ nào đâu, em chỉ coi. Cái chỗ á là bữa nay em được thay thế chị dâu pha ly cà phê cho anh uống. Tưởng chuyện gì vậy mà cũng làm quan trọng hả? Anh đó, anh nghĩ sao mà cho chị dâu về nhà chỉ hoài vậy? Em nói gì lạ vậy? Cưới vợ
chứ đâu phải là mua con hầu, mà em muốn bắt xác chị dâu em. Chỉ còn bổn phận với má vợ của anh nữa mà. Với lại lúc này má vợ anh không khỏe, cho nên chị em mới thường về bển đó. Chuyện đó thì em hiểu, má mình cũng vậy. Mấy bà già thường hay đem mẩy những lúc trái gió trở trời mà. Hảo à, mặc dù là mấy năm nay anh và chị ở riêng, nhưng vẫn ở gần và có em cận kề bên má nên anh đỡ lo. Chứ chị dâu em thì cách trở đường xa, mà vẫn làm con chữ hiếu phải giữ gìn. Mình biết tròn chữ hiếu thì sao lại khe khách, để người ta phải tối phận làm con, trong khi ở bên nhà má vợ anh chỉ một thân. Sao anh không bàn lại với chị dâu, rước bác về bên này có phải tiện hơn không? Anh có bàn qua, nhưng chị em nói sợ phiền lòng, má vợ anh không chịu về, sợ chung chạ với rể con. Mấy bà già thì vậy, cũng như má mình á, không thiết ở chung với dâu với rể. Má nói như vậy sẽ làm mất tự do của con. Mấy bà coi vậy mà cũng theo trào lưu, cũng tân tiến đấy chứ. Nhưng mà anh à, em muốn nói gì nữa? Em nhớ hình như anh có nói với em là chị dâu với anh Tâm hồi trước họ có quen với nhau phải không? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó vậy? Thì anh nhớ lại coi, anh cưới vợ được mấy hôm thì anh Tâm bỏ ra nước ngoài. Anh không thấy lạ sao? Ảnh đi du học, vì đó là tâm nguyện của ảnh từ lâu rồi. Có gì lạ đâu mà em để ý. Em nhiều chuyện quá Hảo à. Anh vô tư quá nên thành ra hời hợt, rồi cho là em nhiều chuyện vì hay để ý. Chớ thật ra em quan tâm đến anh mình, sợ hạnh phúc gia đình của anh bị lung lay. Chừng đó em làm sao vui khi thấy anh buồn. Em bữa nay nói năng sao quá lộn xộn, bản tánh đa nghi em có tự hồi nào. Họ là bạn với nhau từ thuở thiếu thời, dù thân mật chuyện trò cũng là lẽ đương nhiên. Vậy sao lúc trở về nước anh cố tình lánh mặt, dù anh nhắn mấy tin cũng chẳng thấy mặt mày. Rồi tự nhiên mấy tháng nay anh chịu đến nhà còn qua lại rất thường, không phải lạ hay sao? Lời của em nghe thì cũng có lý, làm cho anh thấy bối rối trong lòng. Lúc đó anh có hỏi thì ảnh nói là công việc lu bu nên không có rảnh rang mà thăm viếng bạn bè. Mà lúc này thì chị dâu lại thường hay về thăm mẹ, anh chẳng quan tâm gì đến điều này. Em sợ một khi sống dậy lên rồi anh có đương đầu mà chống chọi với phong ba. Hảo à, không tin bạn thì cũng phải tin vợ. Anh biết vợ anh không phải người lang chạ. Anh à, không có lửa làm sao có khói, anh phải ngừa đừng để lửa gần rơm. Mình không nên nghĩ xấu cho người rồi sẽ mất tình bè bạn tấm giao. Còn chị dâu em đức hạnh vẹn toàn, đối với chồng không sai sót điều chi. Em biết, em cũng thương chị dâu như chị ruột, nhưng tại em thấy là lạ kỳ kỳ nên em mới nói cho anh nghe. Thôi, làm ơn quên cái lạ lạ kỳ kỳ đó đi. Nghĩ bậy nghĩ bạ rủi đến tai anh Tâm là anh mất bạn đó, biết không? Biết rồi. Còn nữa, nếu đến tai của chị dâu em, chỉ mà giận bỏ về nhà má chỉ là anh mất vợ, anh bắt thường em đó. Thôi thôi thì thôi em chừa, em không để ý chuyện ai nữa, chịu chưa? Lo đàng hoàng tề chỉnh lại đi, anh kiếm cho em một tấm chồng xứng đáng. Ừ, làm như người ta muốn chồng lắm vậy đó. Anh à, anh mệt hả?
để em châm bình trà nóng cho anh uống nghe. Thôi đừng em, mắc công lắm. Em ngồi lại đây với anh. Có mắc công gì đâu nè, đó là bổn phận mà. Bổn phận? Bổn phận làm vợ, nên em luôn nhớ đến cái câu chồng chúa vợ tôi, hễ chồng kêu thì vợ ưng. Dạ, anh cần gì em lo sẵn. Theo anh, đạo vợ chồng tình và lễ đi đôi, tôn trọng nhau vậy mới công bằng. Anh thay đổi rồi hay sao nên đã bài cưỡng nhân tân. Nè, em nghĩ sao mà lại hỏi anh như vậy? Hay em cho cái đúng là nhân tân? Đúng và sai hai việc đó còn tùy, miễn vợ chồng hợp ý với nhau. Ai biểu anh không tuân thủ cái cổ truyền, không cho em tròn bổn phận em. Cái mới và cũ đều có cái hay của nó. Như em vừa nói đó, cũng còn tùy. Cái nào hợp với cách sống thì ta giữ, cái nào lệch với cách sống thì ta bỏ đi. Đâu hẳn phải khư khư ôm giữ lấy cái định kiến của mình chứ. Anh nói đúng. Nhưng mà anh không biết cái chuyện trăm năm của vợ chồng mình có đúng hay không. Anh nói gì? Anh đã theo nếp cổ truyền, chọn vợ không đợi tình yêu. Không biết cái thuyết này có còn hợp với cái thời tân tiến ngày nay không? Có hợp với thời hay không á cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là ở chỗ này. Chỗ nào? Nếu hai vợ chồng mà đã đồng tâm đồng ý thì tác biển Đông cũng cạn mà anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh giữ lại niềm tin. Anh bị mất niềm tin sao? Không, tại thuận miệng nên thốt ra lời thôi mà. Làm em hết hồn à? Tưởng đâu anh đã buông lơi niềm tin ở em chứ. Không đâu, anh tin vợ anh. Nhưng trong mái ấm gia đình mà thiếu tiếng trẻ thơ thì cửa nhà cũng thiếu phần ấm cúng. Nên anh muốn chúng ta góp sức góp phần cùng tác biển Đông như lời em vừa nói đó. Em có đồng ý không? Hồi cưới em về, anh có nói với em chuyện trăm năm trọn đời trọn kiếp. Hiện vợ chồng ta đang khó khăn mọi bề, mình chậm có con chừng nào hay chừng ấy. Anh nhớ chứ? Sao bây giờ anh lại muốn có con, trong khi mình chưa dư giả như người? Dù không dư nhưng chẳng thiếu thốn gì, mình có thể nuôi đủ một đứa con. Nên anh muốn em chịu anh có đứa con cho vui cửa vui nhà, để anh được trọn dành thiên chức làm cha. Lời anh nói có vẻ như thiếu niềm tin ở nơi em. Trâm à, em đừng nghĩ vậy. Nếu như em không muốn có con á thì anh cũng không ép đâu. Anh Giao, lẽ ra em phải vui khi nghe anh muốn có con, nhưng em lại lo sợ vì... Vì sao? Lúc này em chưa thể sanh con. Tại sao? Anh thấy đó, hiện giờ má cần có em săn sóc. Nếu bận bịu con thơ thì em phải đành bỏ mặc má em. Trâm à, anh hy vọng lời nói đó là lời chân thật, để sau này anh không hụt hẫng chơi vơi, cho tình chúng ta bền chặt keo sơn, không như nước lã khuấy cho hồ rời rạ. Anh Giao, sao lại nói những lời như vậy chứ? Duyên cớ gì khiến cho anh có dạ nghi ngờ em? Trâm, Trâm ơi, anh đang linh cảm rằng anh sẽ mất em, nên anh rất cần có một đứa con để nó làm sợi dây ràng buộc đôi mình.
thì đứa con nó là nền tảng một gia đình, nó là gạch nối giữa cha và mẹ, là quan tòa giải hòa khi sự tan rã sắp xảy ra. Và nó cũng là niềm khao khát của má anh, bà mong đứa cháu nội năm năm trời chờ đợi. Nếu đau làm con anh chưa tròn với mẹ thì làm sao anh tròn đau làm chồng. Xin anh cho em một thời gian để em làm tròn chữ hiếu, vì má em càng ngày càng yếu nhiều thêm. Em đâu nỡ khoanh tay bỏ mẹ sớm hơn, ra vào quạnh quẻ một cơn đau yên. Trầm, anh biết là không thể ngăn em cận kề bên mẹ, vì bản thân anh cũng có hiếu với mẹ anh. Nhưng sao anh vẫn lo sợ khung trời thu hẹp lại, một diễn ảnh u sầu ảm đạm trước mắt anh. Dâu ơi, chúng ta đều muốn làm con thảo với đấng thân sinh, nhưng ai hoàn cảnh khó hài hòa gì trái ngược, khiến cho anh rối ren trong dạ, lo sợ bận quơ cái diễn ảnh mơ hồ. Đã về làm vợ của anh thì sống hay chết cũng một lòng một dạ. Gió mưa là bệnh của trời, làm sao tránh được cảnh đời đổi thay. Má em mấy tháng nay trong người có bệnh, hôm trước em về nghe nói anh Tâm có vô thăm bệnh giùm cho má em. Anh Tâm có nói má bệnh gì không? Má nói anh Tâm cho biết má bị suy tim và yếu lá phổi. Rồi em không gặp anh Tâm sao? Em có ra nhà ảnh thăm dì Hội để hỏi thêm về bệnh tình của má em, nhưng ảnh không có ở nhà. Dì Hội khuyên em nên về thường mà thăm nom má. Sao mà anh sai dữ vậy nè? Em về rồi đó hả? Sao má khỏe chưa mà em lại bỏ về vậy? Má đỡ chút đỉnh rồi anh. Nếu cần thì cứ ở luôn bển mà lo cho má. Thôi đi tới lui chi chứ nó mệt thân em. Em biết em làm cho anh buồn nên anh mới đi uống rượu. Biết biết thì sao? Biết thì cũng chẳng giải quyết được gì. Gì đây? Cơm hả? Ôi, cơm ở nhà ăn chán lắm rồi. Ăn cơm ngoài nó lạ miệng hơn, vừa cải chấm với cá kho, sao bằng tấm kho tàu thịt quái. Nghĩa vợ chồng nồng mặn có nhau, sao nỡ nặng lời cho dạ em đau. Hôm nay em có lời muốn nói, xin anh đừng giận mà nghe. Muốn nói gì thì cô cứ nói, tôi vẫn còn đủ sức để nghe. Tôi đang chờ cô báo thêm tin, dù sự thật có phủ phàng tôi vẫn nghe. Dâu ơi, em biết rằng anh sẽ hết giận nếu như anh biết được em có thai. Cái gì? Tôi có thai? Ơi ông trời, tôi tỉnh hay mê? Anh Dâu.
Anh làm sao vậy? Tôi có làm sao đâu. Mà tôi muốn biết cái thai đó là con ai. Trời ơi, sao anh hỏi lạ kỳ? Tại sao anh lại nghi ngờ cho em? Dằn díu với ai chứ? Cô có chung tình hay cô phản bội? Cô tự hỏi mình. Em không có lỗi, hay là tại anh hứa thương em nên đưa ra cái điều ô nhục để làm khổ em thì anh mới vui. Đúng, tôi xác định không phải là con tôi. Con của người nào cô nói rõ ra đi. Đừng bắt tôi mừng vội thì cô thêm tội. Cái số của tôi phải đành nỗi hận tình đời đem bạc. Dâu ơi sao anh nữa chà đạp giữa sắc xuân cứu tàu khăn mất từ bao giờ anh lại hững hờ cây độc với em. Cô không được trách tôi đó. Thế trách anh thì trách ai đây? Đã làm cho giống bao bất bình. Dâu ơi chẳng lẽ nghĩa tình đứt đoạn thật rồi sao? Em mang tình vui anh chẳng nhận nhìn quên chưa chung tình anh tệ bạc như chua. Cái gì cô nói tôi bạc như vôi? Vậy cũng tốt. Phải, cái tình của tôi bây giờ nó đã trôi theo dòng nước. Vì cái phước mà tôi nghĩ rằng cưới được cô, nay nó đã là cái họa đến với tôi. Vì vậy tôi chẳng còn thiết gì nữa. Gia đình, sự nghiệp tôi buông xuôi, tôi dứt bỏ hết. Bỏ hết. Từ nay cô và tôi, cô là cô còn tôi là tôi. Không, không còn gì vướng bận. Không còn gì vướng bận hết. Cô về đi, về bên má cô đi. Anh Dâu, tại sao, tại sao lại như vậy chứ? Cô về cái nơi mà cô thích, về đó. Cô đừng có làm phiền tôi nữa. Đừng hỏi nhiều thêm nữa. Đi. Anh Dâu. Trời ơi. Anh sao vậy? Ở trong quán nực nội ồn ào nên anh không chịu uống, không chịu nói. Tôi theo anh ra đây rồi, bờ sông mát mẻ yên lặng, vậy mà nãy giờ anh cũng chẳng uống giọt nào, chẳng nói một câu nào. Vậy thì kẻ mang tâm sự là tôi hay là anh đây? Hình ảnh một nhà giáo, một nhà trí thức là như thế này sao Giao? Anh sợ tôi làm ảnh hưởng đến anh sao?
làm xấu đi cái hình tượng của một ông đốc tờ đó hả? Nhưng tôi nói cho anh biết, nhà giáo nếu có làm ảnh hưởng đến học sinh thì cũng chưa đến nỗi giết chết họ, vì họ còn biết nhận xét để kịp thời cứu lấy họ. Chứ làm đốc tờ như anh, nếu sơ sẩy để lỡ tay thì lấy mạng con người ta dễ như chơi. Giữa tôi với anh ai cần nên thận trọng giữ gìn. Anh hiểu thì đừng bận lòng, đừng lo sợ gì cho tôi. Là bạn bè thì phải quan tâm, tôi không muốn anh chè rượu đêm ngày làm hư nhân phẩm của mình đã giữ gìn bấy nhiêu năm. Giá lại anh còn bổn phận với em Tư, anh đừng nên để vợ ưu phiền. Em Tư đang có mang trong người, rất cần sự tận tình chăm lo. Đó là chuyện nhà của tôi, anh chen chân bàn đến làm gì, không khéo có sự hiểu lầm. Anh đừng chối là mình vô can, dù anh có hiểu lầm điều chi cũng nên nghe tôi nói đôi lời. Em Tư đoán chính một lòng, đối với chồng không giả dối. Chúng tôi biết nhau từ hồi thơ ấu, có lẽ nào tôi chẳng hiểu em. Anh đừng để cho chuyện không đâu len lỏi vào khai gia đạo của anh. Vậy sao? Không ngờ anh quan tâm đến cái hạnh phúc của tôi và Trâm đến như vậy. Chúng ta là bạn thì sự quan tâm lẫn nhau nghĩ có lạ gì đâu. Anh không lạ, nhưng mà tôi lạ. Anh lạ cái gì? Lạ là cái ngày tôi chuẩn bị cưới Trâm, tôi bị anh chất vấn. Anh quên lần đó rồi sao anh Tâm? Tôi chất vấn anh điều gì? Anh hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ càng chưa khi quyết định cưới Trâm? Vì nếu đã cưới người ta thì phải yêu thương cho tới già tới chết. Sau này dù có nghe thiên hạ dèm pha cũng đừng rẻ rúng người ta mà làm kẻ vô. Bởi họ đã trao gửi cho anh trọn túi xuân kỳ. Lời lẽ đó nửa dặn dò, nửa như ký gửi, trao cho bạn mình cái tâm sự đã mang. Tâm ơi, tại sao anh yêu vợ tôi mà anh chẳng nói ra, để cái thực trạng hôm nay chúng mình bỡ ngỡ. Tôi được bạn trăm năm còn anh mang tuyệt vọng, vậy ai đúng ai sai trong quan niệm của mình? Ai đúng ai sai cũng không nên quy cho ai trách nhiệm này. Nếu như tôi có yêu em Tư mà anh đi cưới cổ thì tôi cũng thấy vui, nếu như cổ có hạnh phúc bên anh. Giao à, duyên nợ là do trời không đến với mình nên mình không nắm bắt được. Không lẽ anh muốn làm người cao thượng, muốn làm kẻ hiền kiết dị nhân nên mới cam ôm thua thiệt im lời? Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì anh là người chọn cái tân quên cái cổ lỗi thời. Bài cổ hay nghinh tân thì cuộc chiến này không thích ứng, mà cái chúng ta cần nói là cái dương mắt hôm nay. Nếu mình trót sai lầm trong tư tưởng hôn nhân thì cũng đừng bắt em Tư phải cùng mình gánh chịu. Không lẽ vì tôi yêu thầm trộm nhớ mà anh đành tâm để khổ cho vợ mình? Ha ha ha.
Anh chịu thiệt rồi à? Tôi biết mà, anh đâu có thể chối khi tôi đã cho anh cơ hội. Thôi, đủ rồi. Như vậy cũng đủ để cho tôi xử sự. Tôi rút lui là phải lắm rồi. Anh điên rồi hả Giao? Một lần nữa tôi nói rõ với anh, tôi yêu đơn phương chỉ mình tôi biết, chứ tôi chưa hề thổ lộ với em Tư. Nghĩ ông trời cũng khéo trớ trêu, xuôi hai con bướm cùng tìm một đóa hoa tươi thắm. Nhưng con bướm đến trước chỉ dờn mà không đáp, cho con đến sau trọn vẹn ngọt ngào. Ôi quý thay cái tình tỉ kỷ tâm giao, tôi có nên chấp hay là cảm ơn mới phải? Làm sao giải tỏa ân tình để anh thấu hiểu lòng mình đầy Giao? Nghe tôi, anh nên qua bển rước em Tư về. Tôi xin anh đừng làm khổ em Tư. Anh biểu tôi đừng làm khổ em Trâm. Tâm ơi, có đúng là lời chân thành đã phát ra từ anh hay không? Hai người đừng lừa dối tôi. Đừng dùng tôi làm bức bình phong để che đậy sự đi lại của hai người. Đừng bắt tôi phải dây dưa cái khổ. Đừng bắt tôi phải trầm mình trong địa ngục trần gian. Đưa tay anh bứt cây cọng ngò, anh bứt cây cọng ngò, thương em cái mà đứt ruột giá đò ngó lớn. Tôi thấy anh bứt cọng cỏ rõ ràng mà dám nói là bứt cọng ngò. Ủa, ai anh như cô Út phải không? Lâu quá mới gặp. Vô nhà ngồi nghỉ cô Út ơi. Có ai ở nhà không anh? Cô muốn hỏi ai? Má tôi đi rồi. Còn ảnh có ở nhà phải không? Cô tìm em tôi hả? Vậy là cô xui quá. Y như năm xưa, có lòng ghé thăm mà không có em tôi ở nhà cô ơi. Thiệt là ảnh không có ở nhà hả? Nói lao cô làm chi. Vậy thôi, tôi không vô nhà đâu. Ở đây nói chuyện với anh chơi một lát rồi tôi vô nhà chị dâu tôi. Vậy thôi tôi cũng không ép cô làm chi. Anh Tâm, anh không ở nhà, vậy ảnh đi đâu vậy anh? Làm đốc tờ thì phải đi ra phòng mạch, chứ đi đâu cô? Vậy hả? Rồi chừng nào ảnh về? Không biết chừng, nhưng mà bữa nay thì nhất định phải về. Chắc chắn hả? Mấy ngày nay cô Tư Trâm không được khỏe, vì hôm trước cổ đưa má cổ về bên anh trai cổ ở chợ Giàm, chắc đi đường xa nên nó làm cổ mệt. Má tôi biết nên nhắn nó về thăm bệnh cho cổ. Vậy sao? Chị dâu bệnh mà đâu có hay. Thôi để tôi vô lấy nước cho cô uống nghe. Đứng đây chờ tôi nghe. Thôi khỏi, tôi uống nước mía ở ngoài bến đò rồi. Cô nói thiệt khen, chứ đừng để bụng rồi mét lại người Tâm nó rầy tôi chết à nghe. Ừ, anh làm như tôi nhỏ mọn xấu xa lắm vậy à. Cô đẹp thấy mồ chứ xấu xa đâu. Anh khen tôi làm chi, làm cho tôi tủi thân quá. Thường thường đàn bà con gái, hễ có ai mà khen họ đẹp là họ vui lắm, chứ đâu có ai tủi thân. Anh khen tôi đẹp mà tôi ở giá không có ai thương. Tôi bị ế rồi anh ơi. Phải thiệt là ế, không có ai thương cô không? Trời ơi, không lẽ thiên hạ đuôi hết rồi sao? Người ta đâu có đuôi, mà là tại tôi không có duyên. Đâu phải, cô có duyên thấy mồ đó chứ. Chắc tại kén chọn nên chưa gặp người đó thôi. Tôi chọn rồi đó chứ. Chọn rồi sao nói là bị ế? Tại tôi chọn họ
mà họ không chọn tôi. À, thì ra cô với thằng Tâm cùng đồng chung cái bệnh gọi là thương tư. Bởi không thổ lộ nên ân tình phải đeo mang. Nói vậy anh Tâm có để ý một người không nói ra mà trong dạ nhớ hoài. Bởi vậy cho nên tới giờ cũng chưa có vợ, ôm khối tình ngần ngần ngơ ngơ. Nhưng lạ làm sao nó già cô giống hình. Ai mà dẹn mang nặng tâm tư. Cô Út ơi, cái tâm sự của nó đã 4-5 năm nay, nó nặng như người đeo đá. Cứ trì nếu con người nó tôi thấy mà thương. Tôi khuyên nó hoài làm người thì chi khí phải cao. Nếu cầm lên được thì cũng để xuống được. Vậy mà nó vẫn trơ trơ không đối hoài đến lời tôi khuyên nhu. Cứ ôm giữ mối tình suy cho nó ủ một trái tim mơ. Mình vậy thì tôi gặp anh để bài giải tâm tư cho tỏ rõ cái ân nghi tình. Cô cũng đang cầm cái quất ức cô bỏ xuống chưa được thì cô có cách gì mà khuyên giải người ta chứ. Nếu như hai người đồng bệnh gặp nhau giống như cây chuối gặp nước thì dễ dàng bị ung. Tôi nghĩ hai người chung tâm sự gặp nhau như lúa chín vàng nước mùa gặt hái. Không được đâu, thất sách lắm. Ai đời người có bệnh mà đòi làm thầy chữa trị cho thiên hạ. Cô chữa một hồi chắc hai người dắt nhau ra nghĩa địa quá. Không, thất sách lắm cô ơi. Không có đâu, đó là thượng sách. Anh tin tôi đi, tôi nói được mà. Thôi cô Út ơi, cái bờ sông kia nó đã lỡ. Cô đừng hy sinh bàn tay hút đất để bồi. Cô biết không, vì người mà nó thầm thương đã đi lấy chồng. Anh nói sao? Người thầm thương đã có chồng chứ không phải là anh. Anh đã để ý tôi sao? Cô nói cái gì? Cô thương thằng Tâm? Trời đất! Thôi cô Út ơi, tôi khuyên cô nên bỏ ý định. Cô nên về mà tìm chân tình khác, chớ còn ở nơi này cô tìm chẳng thấy đâu. Bộ anh tưởng dễ tìm được người mình thương lắm sao, mà anh biểu tôi về tìm người khác. Làm người phải có chí khí, cô cầm lên được thì cô phải can đảm bỏ xuống được chứ. Anh thử cầm lên đi, rồi có bỏ xuống được không? Mà anh suối, anh bắt tôi bỏ hoài vậy chứ. Tôi đâu có dạy như mấy người mà cầm lên chứ. Cái gương sờ sờ không lẽ tôi không biết sợ sao? Anh biết không, mấy năm nay tôi chờ, tôi đợi. Có một ngày anh thổ lộ cùng tôi. Em như hoa cúc hoa quỳnh, anh nâng anh quý đặt vào bình anh chinh. Ôi cái tình là gì mà thiên hạ phải đảo điên, mà tâm hồn chao đảo như người say rượu. Có sai mới biết rượu nồng, có yêu mới biết tình nồng bấy nhiêu. Như vậy là tôi hết hy vọng rồi phải không anh Tâm?
trái tim của ảnh không có chỗ cho tôi phải không anh? Cô cũng đẹp, cũng có duyên, có thua gì cô Tư Trâm đâu. Vậy mà anh nói vậy là ý gì vậy anh Tánh? Tôi có ý gì đâu, tôi chỉ so sánh cái đẹp giữa hai người phụ nữ thôi mà. Phải thiệt vậy không? Hay anh có gì giấu tôi? Không biết anh giao em chừng nào về mà bắt anh chờ hoài, em cũng ngại lắm. Có sao đâu, không có ảnh thì cô nói chuyện với tôi cũng vui mà. Anh nói thiệt không? Bộ cô thấy mặt tôi giống người hay nói dốc lắm sao? Cái đó thì không, em đâu có dám hổn với anh. Vì tôi là bạn của Giao nên cô kính tôi như ảnh, cô không dám hổn chứ gì. Anh nghĩ là sao cũng được. Bộ cô giận tôi hả cô Út? Anh nói vậy có gì đâu mà giận. Nhưng mà em muốn hỏi anh điều này, xin anh trả lời thành thật với em. Cô muốn hỏi điều gì? Nếu như có người con gái, họ để dạ thương anh, họ đứng trước anh mà thổ lộ cái chân tình, thì anh có khinh thường mà coi rẻ họ không? Tại sao cô lại nói vậy? Trong tình yêu ai cũng có quyền tự do của con tim đang lên tiếng gọi. Tại sao tôi lại khinh thường coi rẻ người ta? Cảm ơn anh đã cho em sự can đảm để em được nói ra cái quẩn khúc ở trong em. Cô có cái quẩn khúc mà lại liên quan đến tôi sao? Phải, vì em đã để dạ thương anh. Cô đừng có nói chơi nghe Út Hảo. Em nói thiệt. Hồi nào? Hồi đó lận à. Cái hồi mà anh và anh giao em ở trên Sài Gòn về á, cái anh ghé nhà em ở chơi có nửa buổi à. Vậy mà em nhớ hoài cái giọng nói, cái tướng đi. Năm đó theo anh giao đi coi mắt chị Trâm, em nhất định không ngồi ghe theo mà về nhà, quyết định cùng anh giao lội bộ để đi thăm anh cho bằng được. Tôi làm cho cô nhọc lòng như vậy lần sau. Anh Tâm, nhưng kẻ có công mà người không có lòng nên khó mà gặp. Trời nắng chang chang mồ hôi tuôn ướt áo, vậy mà sao trong lòng em lại thấy lạnh vô cùng. Dù biết nói ra là em phải vì từ xưa đến nay chỉ có trâu tìm cột, chứ có bao giờ mà cột lại tìm trâu. Nhưng em đã để lòng dương dân từ lâu, em nhất định nói ra cho anh thấu rõ. Rồi em chấp nhận một mình lẻ bóng, dù ngộ mảnh tình sĩ đến hết cuộc đời mình. Cô đừng khờ dại mà lỡ thời phương sắc. Tôi chỉ mến cô như đứa em gái mà thôi. Cô đeo đuổi làm chi vì một chữ tình? Đời cô khổ còn lũy phiền đến tôi nữa. Anh Tâm, em khổ mà em anh cần gì phiền nghi, ai biểu em tự mang cái khổ vào mình. Cô ôm cái khổ thì làm sao tôi vui cho được. Xin nghe tôi khuyên, cô đừng nghĩ đến tôi. Bây giờ em mới hiểu, người xấu duyên lặn vào trong, bao nhiêu người đẹp duyên lặn ra ngoài. Em nói vậy chứ không phải trách anh chê em, mà em chỉ phiền cho phận em vô duyên nên lỡ nợ.
người ta có duyên nên anh mới ôm thương nhớ, mới ủ đời anh heo hắt mấy năm nay. Thì anh làm sao mà khuyên em cho được, bắt em phải quên hình anh đắm trong lòng. Thảo ơi, cái đời của tôi bây giờ là cái đời vô vị, tôi không còn thiết gì cái hương vị ái tình. Tình là đắng cay, tình là khổ là đau. Tại sao người ta lại cứ muốn nếm đi đọa mình trong đau khổ, dù cho đó là cái chân tình cao quý, cũng không thể tránh đường qua cái ngưỡng cửa ưu phiền. Nếu tránh đừng qua thì phải nhập định tham thiền. Nhưng liệu tiên kinh kệ có giúp mình thoát được cái chữ tình đã trói buộc kiếp nhân sinh? Thôi thì hãy tự mình kềm chế con tim, nuốt đau đớn cho tâm hồn bình lặng, để sống trọn quãng đời trước mặt cho những người thân yêu không bận giả vì mình. Anh đã chọn cho anh cái hướng để đi, thì em cũng đã chọn cho em lối bước. Đừng thương hại cho em, em biết đương đầu với hoàn cảnh, em không làm liên lụy đến anh đâu. Khổ đau là kiếp con người, qua cầu cái đắng ngậm sầu làm vui. Cô nói vậy là nói thiệt hay nói lẫy tôi? Vì lời cô nói có pha niềm hận tôi. Em đâu có dạy thích tình rồi liều mạng, chết vì tình bị họ cười, mình dạy mình ngu. Cô biết thích tình không để buồn lòng người thân thuộc, cô thiệt đang khen không hổ mặt làm người. Ngậm bồ hòn mà tưởng như kẹo ngọt làm vui, cho cõi đời ấu trọc bớt thêm một người khô. Là con gái mà tánh tình cứng cỏi, tôi thấy ít có người gan dạ được như cô. Em thương anh là chuyện của em, anh có đáp lại hay không là quyền của anh, phải tôn trọng quyền tự do của nhau chứ. Em nói có phải không nè? Cô nói rất phải. Thì đó, em tội gì mà phải đi tìm cái chết cho uổng cái đời của em, còn đẩy lụy đến người em thương nữa chứ. Nếu như thiên hạ ai cũng nghĩ thông suốt được như cô Út thì tốt biết mấy. Nói thiệt nghe, bây giờ tôi như trút được gánh nặng. Thôi, tôi phải trở ra phòng mạch. Anh Giao về cô nhắn lại với ảnh giùm tôi. Cô nói với ảnh câu này: ta nên trân trọng những gì ta có được, đừng nên đánh mất mà sau này phải hối hận. Chào cô Út. Anh đang giấu em, cũng như em đang giấu anh. Anh đã không quên được, thì làm sao mà em quên được chứ? Yêu một người sao mà khó quá vậy? Em biết không, chị chờ anh hoài mà không thấy anh qua. Chị nghĩ chắc là tính bỏ chị luôn rồi đó. Chị đừng buồn mà hại đến cái thai. Em nhất định là anh sẽ qua mà đón chị về.
chi à? Có khi nào chị nghĩ là chị đi lấy chồng rồi bỏ lại sao? Một bóng người đêm ngày dõi lắm, đứng trong về chân trời xa thẳm, mà thương mà nhớ cái thời êm đềm của thơ xa xưa. Em muốn nói ai nuôi cánh dương dương khi chị đã có gia đình. Hậu ơi, gia đạo chị đang suối bời khó gỡ. Anh của em đi già nghi ngờ đạo vợ. Vậy cho nên em phải nói rằng cái điều quân khúc bao ngày để chị liệu bề xứ sự sau này, cho anh giao với anh tâm khỏi ngỡ ngàng khi đối diện. Chỉ nghe mấy lời của em vừa mới tỏ phân, cảm thấy run rẩy toàn thân, đầu óc chỉ như rối ren bấn loạn. Tại làm sao mà nóng nổi như đã bao năm im ẩn nỗi lòng. Chị ơi, nếu thật là chị vô tư nên để cho người ta chuốc sầu đeo khổ, thì cái sầu não của chị hôm nay là trả giá cho cái cảnh đoàn. Bởi gieo khổ cho người ta nên gánh lụy vào mình. Chị ơi, ông trời hãy ghét ghen cái thân liệu yếu, bắt mình phải khổ sầu cho trọn kiếp nhân sinh. Hậu ơi, lời của em khiến lòng chị nhói đau, chị có ngờ đâu chị lại là thủ phạm của một tình yêu không lên tiếng gọi mà lặng lẽ dương mang thân tùng tội ái tình. Anh Tâm chẳng nói ra nhưng mà em hiểu, nên tại em mà gia đạo chị mới rối ren. Cuộn chị rối hiện giờ còn chưa gỡ thì lại hiện ra cái rối của năm nào. Ôi vị ngọt tình yêu đã thay vào đây cái gì đắng dần nào. Hậu ơi, chị đang đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần em làm chỗ tựa. Hậu ơi, em làm sao là điểm tựa cho chị đây, trong khi em cũng đang tìm cho mình điểm tựa? Thì chị ơi, em phải làm gì để giúp chị trong khi em chưa dứt được nỗi đau? Đã cùng là kiếp hồng nhan, thương dài không mướn gian nan chữ tình. Vẽ vời chỉ hỡi quá công
giải quyết xong chuyện gia đình, giờ lại phải đón nhận cái ẩn tình của người khác cơ mà. Ôi, cảnh đời sao mà lắm điều phiền não. Tại sao ngày xưa anh im hơi lặng tiếng, riêng mang nỗi sầu, mà nhìn em cất bước vô quy. Để em vô tình làm anh cố anh đau, cho bây giờ em vào thân. Cái tuổi này đâu phải em gây, tại sao bắt em phải khổ như vậy? Em Tư ơi, sự việc này em không có lỗi, mà anh mới có tội, hai em và giao rời ra đôi đàn. Anh nhận mình hèn yếu, thiếu can đảm bài phân. Con đò tách bến ra sông, đứng trông theo anh đờ đẫn tâm hồn. Biết nói sao đây, vì có duyên không nợ. Em về bên Giao, khiến anh đau khổ mấy năm trường. Giờ hiểu ra sợ anh tỏ tình, em bàng hoàng như người tình chất. Ôi cuộc diễn này biết gỡ sao đây. Em Tư, nếu ngày xưa anh nói rõ lòng anh, liệu em có nhận lời về làm vợ của Giao không? Nếu câu hỏi đó anh chịu nói ở cái thời con gái ngày xưa, thì em không ngại mà trả lời cho anh rõ. Chứ còn ngày nay, ngày nay thì em đã là giáng đông. Lời anh em cũng chẳng có quyền. Em muốn làm gái chính chuyên, có chồng thì trọn đạo. Dù có lận đận chữ mặn nồng, em cũng cam tâm. Nếu như ngày xưa anh chịu bày tỏ lòng anh, thì nay đâu có cảnh ba người chung khổ. Và nếu biết đường tình nhiều nỗi đớn đau, em đâu để bước chân mình dầm lên gai chốt. Thì ra trăm cách mình không đem đến cho trăm hạnh phúc, thì ra cách tìm bạn trăm năm không có tình yêu dẫn lối, là lỗi thời, là sai thật rồi sao? Vậy thì cái lập luận của tâm là đúng, còn mình sai. Tâm không cưới được trăm, chỉ vì tâm ỷ lại. Ngày nay em khổ là do tại ngày xưa anh quá tự trọng. Anh sợ em khinh anh là kẻ hồ đồ. Vì muốn thử lòng em nên anh mới phiêu lưu
một chuyến sông hồ. Ngờ đâu ngài trở về ốm nỗi sầu miên cứu, người yêu sắp lấy chồng anh lao lệ tương tư. Càng không ngờ đời em lại chìm nổi ngoài khơi, anh muốn cứu vớt nhưng sợ chuốc thêm tội lỗi. Có hối hận cũng đã an bài số phận, cay đắng buộc ràng xiết chặt đời em. Em đừng sợ, đừng lo, tôi không làm sợi dây vô hình siết chặt đời em đâu. Anh Giao. Giao à, bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi và em Tư, tôi đến đây không muốn nghe anh và vợ tôi trần tình sự trong sạch, mà là để nói rõ với nhau. Đừng nên dây dưa câu chuyện rối ren này, mà hai chúng ta phải đồng giải quyết đi. Tôi chấp thuận đã giữ tình, mà năm nào anh đã đánh rơi. Anh điên rồi hả Giao? Nếu như hứa thương nhau thì xin anh cũng vẹn nghĩa vẹn tình. Đừng đổ tội cho ai trong cuộc diễn này, chỉ tại quả công đang bắt đuôi mình đứt đoạn. Tình nghĩa vợ chồng xin hẹn lại kiếp sau, tái hộ cùng nhau em quyết nhìn lòng chờ đợi. Nửa kiếp này đây em cô quạnh một mình, dù có điều yêu sương buồn phủ lạnh bờ vai. Em Tư ơi, em có tội tình chi mà phải rủ cánh tàn qua bởi sự thiện cần nhỏ nhen ích kỷ. Không ai có quyền bắt em phải sống cô đơn mặc cho năm tháng lưu đày. Giao ơi, mình là đấng trưởng phu nam tử râu mài, là đàn ông thì phải đại lượng ích kỷ tầm thường, đó là phận nữ lưu. Nghe tôi đi, tâm lòng dĩ tha sẽ giúp con người ta tìm lối thoát để hài hòa cùng cuộc sống. Đừng xử sự theo cách càng tào ráo uy mang, để cho người ta phải tuyệt đường sinh lộ. Tôi muốn mau đến hồi kết cuộc, muốn hai người nối lại bản tình xưa, chứ tôi đâu có hại ai đâu, mà anh lại mắng giết tôi nặng nề như vậy. Nhưng sự hy sinh của anh đó là liều thuốc độc, anh thuốc chết người ta lần hồi đó, biết không Giao? Anh là thầy thuốc nên lý luận của anh nghe đầy mùi thuốc. Còn tôi là nhà giáo nên lời tôi nói ra rơi đầy bụi phấn nhà trường, nên anh mới cho là tôi đang rải chất độc, chứ thật ra tôi muốn vẹn vẽ cho cả hai. Tôi đã chọn rồi cách giải quyết hôm nay. Nói thật, lòng tôi không hối hận, không còn chứa bận chút gì trong tâm nào.
duyên nợ của mình tôi trao lại cho anh. Anh Giao, anh tàn nhẫn lắm. Em Tư, em Tư. Tôi giúp các người mà các người cho tôi là tàn nhẫn. Giao, anh điên thật rồi. Điên, điên, tôi mà điên à. Tội nghiệp không? Bây giờ còn mẹ thì léo đéo theo chân mà ăn. Không may mà con gà mẹ nó có bề gì thì bầy gà con phải liêu chiêu lít chít. Ê ê ê ê, má để con cho nó ăn cho. Ăn đi, ăn đi. Ăn cho no, đừng có bươi phá nữa nghe. Ở không quá ha, làm bù đầu bù cổ không có hở tay, mà còn thài lai quá bưng trọn cái ổ gà mới nở của thằng Bảy mà đem về nuôi nữa chứ. Ôi làm phước má ơi. Tại muốn chú khổ chứ gì mà làm phước. Con nói cho má nghe nghe, tại cha Bảy Long á tự nhiên cái nổi hứng lên đi lấy vợ à. Có vợ rồi cái mắt lo cưng vợ, bỏ con gà mẹ với bầy gà con đói mèo rã ruột. Con biểu thôi anh cứ lo cưng vợ, bầy gà này tôi săn sóc thay anh. Ở ngoài đồng chực nhớ mẹ con nó, con chạy về đây muốn hụt hơi nè. Trời ơi, nó muốn làm chồng của con gà mái. Mày điên vừa vừa cho tao nhờ với tánh. Muốn vợ hả con? Chỉ đi má cưới liền. Ai chịu con đâu mà chỉ má ơi. Má có thèm dâu á thì con chỉ cái người đáng cho má lo kìa. Mắc gì má lo cho con hoài, cái nó mệt. Muốn nói tới cái thằng em của mày chứ gì. Ôi thôi, tao chán anh em mày quá đi. Đứa nào cũng như đứa nấy à. Thì đó, hồi trước á nó không lấy vợ thì con sợ con lo cho cái đời của nó. Nhưng mà bây giờ con hết lo cho nó rồi, con đang lo cho người khác
Má biết người đó là ai không? Mày lo cho bầy gà này chứ ai? Lo cho cô Út Hảo, em của anh Giao á. Mày đó nghe, thân của mày mày không lo, cứ lo hết người này đến người kia. Lo bao đồng chi vậy con? Bao đồng sao được má? Cái này á là cái chuyện báo hại dần lân đó má. Cái gì mà báo hại dần lân? Má nghe nè, hồi đó con Tư Trâm không lấy chồng là tại nó, còn bây giờ con Út Hảo không chịu lấy chồng cũng tại nó luôn à. Cái gì mà kỳ vậy? Sao mà cái gì cũng đổ thừa tại em mày hết vậy? Thằng Tâm nó không chịu lấy vợ là vì nó cứ đeo mang cái khối tình năm cũ. Còn cô Út Hảo không chịu khăn gói du quy là tại vì cổ cũng đeo mang một khối yêu tình. Hai người họ y hệt nhau, kẻ chống người kình. Họ muốn kình với nhau, coi ai bỏ cuộc trước, nên mãi tới bây giờ họ vẫn ở không. Sâu treo chẳng nên cần, sâu mai nâng chẳng đành gần với nhau. Nhưng họ nghĩ ngược lại yêu nhau dạng sự chẳng này, 100 chỗ lệch họ quyết kê cho bằng. Thằng Tâm chắc ao ước rồi đây con Tư sẽ nghĩ lại, còn con Út Hảo cũng hy vọng có ngày thằng Tâm sẽ quay mặt nhìn cô. Nên ai người chẳng chịu nhường ai, cùng lui cùng tiến cùng lùi ra nhị tì. Má hiểu rồi. Má hiểu thì má xúi nó cưới cô Út Hảo đi, để vậy tội nghiệp con ta lắm á. Em mày nó cứ vậy hoài làm sao tao cưới đây? Chờ mà thấy cô Út Hảo má cũng thương lắm. Má nói với nó là đi cưới cô Út Hảo đi, nếu nó không cưới thì con cưới à. Anh thương thiệt hay là anh thương hại tôi đó? Cô có cam tâm cầm cái hoa lài mà cắm vô cái bãi cứt trâu này không mà cô hỏi? Tôi chỉ hù má tôi thôi, hù cho bà sợ, để bà ép thằng Tâm cưới cô cho rồi. Chứ tôi đâu có gan dạ như người ta. Lỡ như cầm lên mà bỏ xuống không được thì mụ nậu tôi cũng đậu chú khô. Thôi y chang như cũ đi cô ơi. Nếu như mà anh có lòng với tôi á thì tôi y quên nữa. Hồi nãy con về ngang, vợ anh Bãi Long á chỉ kêu lại, chỉ nói con Tư nhắn con vô trỏng, không biết có chuyện gì không nữa. Thôi vậy cô Út ở chơi với má tôi ngang, con vô con Tư nghe má. Cháu bên nhà mới qua tới đây chứ chưa có vô tới chị cháu phải không? Dạ, đi ngang đây nên con ghé vô thăm bác trước, rồi lát con vô chị con. Cháu có tin tức gì của anh cháu không? Dạ không. Thiệt nghĩ mà buồn tội cho mẹ con của con Tư. Vợ thì đợi chồng, con thì chờ cha. Đi đâu mà hơn 10 năm trời biệt tâm biệt tích vậy không biết nữa. Cháu của con tuy vô phước, ra đời nó không biết cha, mà cũng không được thấy bà nội và bà ngoại. Nhưng nó cũng còn may là có bác để cho nó gọi bà ngoại với người ta. Bác với má con Tư làm chị em với nhau lâu đời lắm, nên bác quay con Tư như bà con ruột vậy đó. Thiệt không ngờ chị Hương xử với má cháu không có phần mà hưởng. Hai bà nắm tay nhau mà đi trước, nên bác mới có phần làm bà ngoại với người ta. Có cháu yêu thương hủ hỷ thân già, chớ còn cái thằng Tâm thiệt nó lơ lãng chuyện nhà.
đến bác tuổi cao, để tính bề duyên nở chưa xong, nói chỉ lo cái chuyện cứu người. Trách nhiệm ông đốc tờ của nó thôi, bác chớ nên vì anh ấy mà buồn. Cũng có ngày anh nghĩ lại mà thương, rồi anh sẽ nghe lời lập gia đình cho bác vui. Còn phần cháu không lẽ định ở vậy mà không lo hạnh phúc cho mình. Thấy chị dâu và cháu ruột thiếu thân tình nên cháu không đành lìa xa. Chẳng lẽ cháu thấy số phận con Tư nó hẩm hiu cái đường chồng vợ, rồi cháu sợ cảnh nợ duyên cũng lần đần như người. Nên muốn khép cửa phòng khuê chung chặt nụ cười, nếu cứ để cho tuổi xuân trôi mãi thì tội cho đời của mình lắm cháu. Bác nghĩ mỗi con người đều có số phận riêng, ông trời đâu nỡ khắc khe bác cùng chung chiều. Nghe lời bác tìm cho mình một lối thoát, đừng để cho thời gian làm héo đời mình. Nhân số kiếp của con ngày xưa đường tiền miên não này. Bác thương cho các con rối lầm câu duyên nợ bên đời mà đò không lẽ lui quay về. Tụi con cứ như đám lục bình trôi lờ lững trên sông, mặc cho những lưỡng sóng đẩy đưa số phận. Dãi trời cho gió thổi lên mây đen, đổi cam đi đâu đây? Dạ con đem cho bà ngoại. Giỏi dữ vậy đó. Ủa vậy rồi con có gặp cậu Tánh không? Nó nói nó vô trong nhà con mà. Dạ con không có gặp cậu Tánh. Hồi sáng nay má con có nhắn biểu cậu vô chồng mà đợi hoài không thấy cậu vô. Mới sai con đợi mấy chục năm ra ngoài này cho ngoại ăn chơi. Cháu ngoại của bà ngoan, còn cậu Tánh thì hư. Thằng nhỏ ra tới đây rồi. Trời ơi nặng thấy mồ hả con? Đâu có nặng ngoại. Cậu Tâm đâu ngoại? Chắc không có ở nhà rồi. Vậy là không gặp cậu Tâm buồn quá. Con thương cậu Tâm lắm hả bé Hoài? Dạ con thương cậu Tâm lắm, vì cậu Tâm thương con với má. Vậy con có thương ba con không? Thương chứ. Con không biết ba con,
làm sao con thương được? Lỡ như ba con không thương con thì sao? Không có đâu. Cậu Tâm nói là ba con thương con lắm. Má con cũng nói y vậy. Nên con thương cậu Tâm, mà con cũng thương ba. Dù từ nhỏ đến lớn con chưa hề nhìn thấy mặt ba, mà con cũng cứ thương. Lời vô tư nghe mà đứt ruột. Anh Giao ơi, anh ở nơi nào? Con nghe lời lẽ ngọt ngào. Chắc công trời cũng thấy xuôi cho cha nó về mau, để cha con chồng vợ xuôi dời đi dòng lễ đã đông này. Ba con đi đâu mà đi lâu vậy, không thấy về thăm con? Ba con đi đâu vậy cô Út? Ba con đi đi làm ăn xa. Ba con cũng gần về rồi đó. Thiệt hả bà ngoại? Ừ, thiệt mà con. Má đừng gạt con nít ông nên đó má ơi. Gạt ông giải mày á. Cậu vô tới trọng chưa cậu Tánh? Tới đâu mà tới. Vậy anh đúng là kẻ nói gạt rồi. Mà là gạt người lớn chứ không phải gạt con nít à. Đâu có. Tôi đi vô trọng thiệt đó chứ. Mà mới đi ngang nhà của cha Bãi Long á, cái anh chả ngồi dựa với cây dừa, dựa với mé sông á, tay cầm cây gậy lùa dịch vô nhà. Dịch chả không lùa, mà chả lùa vô cái chân tôi, làm tôi dấp té chú nhủi. Tôi tính quay qua tôi cự lại à. Cái anh chả nói tao định cho mày hay là thằng Hoài ra đây rồi, mà tại tao mất xỉa răng nên chả nói không được. Giờ quơ cây gậy chặn tôi lại, đồ cha mắc dịch té chú nhủi luôn. Sao lỗ mũi hỏng ăn trầu? Cậu con có nghề làm gì ăn trầu được con? Em phải lo giữ gìn sức khỏe mới được đó nha. Cần cái gì thì nhắn cho anh Tánh ảnh vô. Chuyện nặng nhọc cứ giao hết cho anh làm giùm cho em đi. Bà, cái chuyện dùng phân tưới nước mấy hàng cam sau nhà mà nặng nhọc gì anh? Trái tim nó suy, còn lá phổi thì có vấn đề rồi đó. Lúc này em xanh xao lắm. Em còn phải nuôi bé Hoài, còn đỡ giao về nữa. Anh giao chịu về sao anh? Hoài công thôi. Cứ nghĩ vậy hoài à. Còn bé Hoài thì em trông cậy vào anh và cô Út nó. Nè, bộ tính cô Út nó chờ anh đến già háp luôn sao? Nghe lời em đi cưới cổ đi anh. Em Tư, em muốn anh đến với Hảo bằng cái tình thương hại hay sao? Mọi người đừng bắt anh đem lụy phiền đến cho người khác. Cái tình của em Hảo đối với anh là cái chân tình đó. Anh còn tìm nơi đâu, hãy quên đi những gì đã qua. Đừng nên để tâm một tháng qua dài héo tàn tơi tàn, vì cuộc đời gió dông đã trải qua bao mùa xa xưa. Anh đừng tiếc thương đời em, xót xa đời mình héo. Lòng nào anh vui
anh nhớ là đừng đi sai đường. Anh biết con đường xưa anh đi đã để lại dấu chân gai góc làm phiền lụy đời em và người bạn chung trường. Nhưng còn giáo sao lại thiếu nghĩ suy bé gái chữ can thường, không biết trân trọng những gì mình có được, bỏ vợ yêu con khờ làm cánh nhạn diễn vong. Người ra đi để vui cánh lá trời xa, cho người ở lại ngắm dành trăng bạc. Nhưng em cũng quên rồi cái té nhà cô đơn, sợ mưa luồn vào cánh đời băng. Vẫn yêu giàu vẫn đợi chờ, dù cho bao đáp mưa xa vẫn trong lòng son sắt. Trách thay con tao đó đại thân em, để khổ bao năm mỏi mòn đời trong. Em về làm vợ giao dưới mình đời con gái, tâm hồn trắng trong không gợn nét phiền. Nhưng đã vô tâm để lại sau lưng một mối ưu sầu, thì dù vô tâm mà để cho người đau khổ, em cũng phải gánh phần hậu quả nữa. Chứ anh đâu có lỗi gì trong cái khổ của em, đừng tự đại ái thân anh mà em đây xót già. Xin anh nghĩ lại mà thương cái đời của hậu, vì yêu anh mà lỡ mong thần xuân. Anh biết để cho hậu chờ đợi là tội một đời con gái người ta, nhưng tâm hồn anh chưa định được lối đi, nên anh sợ mình không mang lại cho Hảo cái chân trời hạnh phúc. Cái chân trời đó là do mình tự tạo. Cái vấp ngã của em và giáo không đủ là tấm gương cho anh soi được cảnh đời hay sao chứ? Chị ơi, cảnh đời của mỗi con người đều có khác. Em không muốn người vì mình mà ép lòng cam chịu, bởi niềm vui không trọn thì đâu thể gọi là hạnh phúc. Ngọn lửa không bốc cao thì vàng đâu đủ tuổi, vị ngọt chưa đúng mùa chỉ làm tê đắng đầu môi. Anh Tâm, đừng vì em mà nhọc trí hao tâm, em vẫn sống vui bên chị và cháu dài. Cầu mong anh của em mau trở lại vui cảnh năm em đoàn tụ gia đình. Lời của Hảo có đúng hay không? Tình cảm mình là tự mình dẫn đến, chứ có ai dẫn lối cho mình đâu. Có nên cởi bỏ cái gút ưu tư này không? Chúng ta không ai có trách nhiệm với ai trong cảnh đời này cả. Chỉ tiếc là anh Giao của em quá nông nổi. Giao hẹp hòi ích kỷ, hay là Giao cao thượng trong cái xử sự của Giao? Máu! Anh Tâm ơi! Chị em! Em Tư! Em Tư!
lòng ta lạnh lắm gió đông ơi. Vì ai dẫu ngã bờ nghiêng, chút thân phận mộng cái duyên bọt bèo. Hỡi ơi, cô tôi cho mình đường tình chưa tình không trọn, sao nỡ quên cái chữ tàu khang để em tuổi phận hồng nhan. Nghĩa tình vẫn đeo mang, ai gieo chữ đậm đà câu muối mặn gừng cay rồi lại nướng đoạn lìa. Chữ phú kinh ra tan, rối lòng cây môi tờ dương đêm vẫn nghĩ nỉ non. Bản giá sầu sai sức cõi lòng ta, sương lạnh phủ vai đầy bao giờ dứt nỗi tương tư, xót giả lòng nhói đau. Ôi tâm sự đeo đuổi bao ngày. Chị ngồi ngoài này lạnh lắm, vô nhà nghe chị. Chị ngồi chờ anh Giao. Hảo ơi, chị sợ lắm, sợ cái ngày chị nhắm mắt xuôi tay, bé hoài sẽ bơ vơ cuối cùng trên đời. Chị cũng muốn kêu lê chuỗi ngày đau khổ để sống bây giờ hầu như cạn kiệt. Sự chờ đợi đã mỏi mòn nhưng tim lũng dầu hao. Nhìn em chỉ càng thêm nỗi xót xa. Em và anh Tâm cứ cam chịu đứng bên lề hành
chi đó mà lần phải hương mê phải trầm trầm thôi. Tại sao anh Tâm không chịu nghĩ lại chứ? Chị ơi, nước lớn chảy lên, nước rồng chảy xuống, tại nơi em lòng muốn già. Bây giờ trời đã quá trưa, em còn ngồi mãi mà chưa muốn về. Nhưng về hay không thì tự lòng em hiểu, xin chỉ đừng hờn trách người ta. Con tình của chị vẫn đậm đà sâu sắc, vậy mà anh giao em lại nông nỗi cho đành. Người âm thầm chịu đựng chắc chiêu, kẻ thì đang lạc bước trên nẻo đường sương gió. Anh ơi sao chẳng quay về, giờ chờ con đợi não nề. Thế gian này đâu chỉ mình ta khổ, tại chị không khéo xử sự, để cho chồng nghi ngờ mới phải gánh lấy cái niềm oan khuất. Cũng tại em ngày đó đã nói ra cái điều thắc mắc của em, khiến cho anh Giao phải nghi ngờ anh Tâm và chị. Em khờ quá, tình và lý chỉ có thời gian mới là nhân chứng. Ở vào hoàn cảnh đó, nếu là chị cũng như em vậy thôi. Hảo à, em không hề có lỗi, mà anh Giao cũng chẳng có lỗi chứ. Cổng ngò anh ngắt cái cổng ngò, thương em cái mà đứt ruột ngay giá đò ngó lơ. Ngắt hoài ngắt quỷ, ngắt đám ngò trụ lũi hết mà cũng còn ngắt nữa. Mỗi lần cần xài qua xin vợ chồng bảy lăm. Đám ngò trụ lũi là tại mẹ con nó dẫn nhau ra nó tàn phá, chứ tại con ngắt hết của má đâu. Con Tư trọng ra sao rồi má? Tao thấy coi mồi không có im rồi á. Con nhỏ càng ngày càng tệ. Thằng Tâm nhìn nó cứ lắc đầu. Con Út Hảo ngồi bên chị mà nước mắt cái chảy ròng ròng không ngừng. Còn thằng Hoài thấy mà tội nghiệp, leo lên giường vuốt mặt vuốt mày mẹ nó, bóp tay bóp chân, rồi chạy ra đường ngồi giữa mé sông mà trong mà ngóng nước mắt rưng rưng. Đất ruột xé lòng, vậy mà thằng Giao thiệt là tệ làm sao. Làm khổ con trăm mười mấy năm, heo hôn vì bơi đau sâu, để cho thằng Hoài mong mê mỏi ngóng trông. Tại sao không thấu chân tình của vợ mình son sắt thủy chung? Bởi vậy mới có cái câu: răng không chân bò năm ba cụm nuôi, gà không vú nuôi được chín mười con,
tưởng đâu nhan sắc em còn, nào hay nhan sắc đã mòn hết trơn. Câu này là ví ai vậy con? Ví ai cũng được, cũng hợp, cũng đúng hết. Dạ, chào bác, chào anh. Ý trời ơi, mới nhắc Tào Tháo, cái có Tào Tháo xuất hiện liền kìa má. Chịu về rồi đó hả? Ủa sao về sớm vậy? À, chắc về để coi cái kết quả của mình tạo ra nó có đúng với cái ý nghĩ của mình không chứ gì. Nè, chú đừng có nói cái câu không có mợ chợ cũng đông mà ngang. Chú và thằng Tâm xúm nhau á, làm tình làm tội con Tư Trâm phải không? Hả? Anh nói gì vậy anh Tánh? Nói vậy mà không hiểu nữa. Hồi đó thằng Tâm vì sĩ diện sợ mất mặt với con Tư nên cứ làm thinh không chịu ngỏ lời. Còn chú cưới được người ta rồi lại vì tự ái, bởi thiếu niềm tin ở vợ nên mới làm ra vẻ là quân tử, mà nhường vợ mình lại cho người bạn thân. Nó ôm tiếc cảnh đi ngậm ngùi tấm thân. Thằng Tâm không chịu lập gia đình, thương ai mẹ con dò dò đêm ngày. Tưởng đâu năm dài tháng rộng, con thuyền về đâu lại bên xưa. Ngờ đâu vẫn chớ mình thầm lặng, ôm con khờ ngậm đắng nuốt cay. Con đã sai mà không biết không hay, làm khổ mình mà còn lý phiền cho em gái. Út Hảo vẫn còn trơ trọi một thân, nó thương thằng Tâm nên cứ chờ cứ đợi. Tại chú hận ghen rồi nghĩ suy nông cạn nên cớ sự rối lòng như vậy. Bé gái chữ đồng pha nát gia căn, em mình mang nặng khối sầu tương tư. Người bạn thân tâm sự dài dò, hãy nghe vợ con ao não tuổi hận. Giao ơi, con đi bao năm là để mẹ con Tư bấy nhiêu thương nhớ. Mẹ thì tựa cửa đợi chồng, con thì ra đường đứng ngóng cha về. Còn nữa, còn những người thân, kẻ thì hối hận dài dò, người thì xót tình áo não. Tình bạn muốn thôi, bạn gieo tiếng dừ âu, bạn gieo tiếng dừ để rồi bạn xa âu. Cha bãi này khéo dữ hơn, trước không ru sau không ru, lại chọn ngay cái lúc này mà ru con chứ, ru cái hơi hột không nha.
Ba ơi ba, ba lâu về quá vậy ba? Cháu ơi, sao cháu ngồi khóc ở đây vậy cháu? Má cháu đau nhiều quá, cháu sợ hơn. Má cháu đau, sao cháu không ở nhà với má cháu mà ra đây ngồi khóc một mình? Nói cho chú nghe có được không cháu? Má cháu đau là tại nhớ ba cháu, nên cháu ra đây ngồi chờ ba cháu về, dắt ba vô nhà. Ba cháu đi đâu để cho má cháu nhớ, còn cháu ra đây mà chờ? Nín, nói cho chú nghe. Cháu không biết, vì từ nhỏ tới giờ cháu chưa được thấy ba cháu. Nhưng cháu nghe người lớn nói là ba cháu thương cháu lắm, nên cháu cũng thương ba mà trong đời. Nghiệp cháu hả chú? Chú tội nghiệp cháu, mà chú cũng giận chú nữa. Tại vì chú cũng không khác gì ba cháu, chú cũng bỏ con mình từ lúc nó chưa mở mắt chào đời. Chú phiêu bạt trên đất Nam Giang đã 10 năm mà quên đi bổn phận làm chồng. Chú cũng tự hành hạ xác thân cho trôi nổi bên bông. Có lúc chú tự nghĩ chú đã sai lầm trong cách sống, tâm tư thúc giục chú phải quay về bến nước ngày xưa. Trời ơi, anh về rồi đó hả anh? Bất nhân dữ không, đi đâu mà biết vậy? Ngày má mất đợi chờ anh vuốt mặt, vậy mà anh đi mãi không về. Ai vậy cô Út? Ba con dạy, con nói chuyện với ba mà con không biết hả? Nó tin hoài đó. Con anh. Ba, là ba, mà nãy giờ con không biết. Nói chuyện nãy giờ con cũng nghi mà không dám nhìn. Con sợ bị lầm như những lần trước. Ba, ba ơi, con nhớ ba lắm. Hoài, con Hoài ơi, ba có linh cảm con là giọt máu ngày nào mà ba đã bỏ rơi, nên ba nghẹn ngào mặc cho nước mắt tuôn rơi khi nghe con than trách người cha tể ba. Ba đã về đây con vui mừng lắm, ba ở bên má với con suốt cả đêm ngày. Ba về rồi, ba đừng đi nữa nghe ba. Má nhớ ba nên má bệnh nhiều lắm. Anh đã để cho chị nằm quằn cay đắng, không biết có còn đủ sức để vượt qua. Trời ơi, mấy ngày nay chỉ mê sảng gọi tên anh luôn, chỉ nói thấy anh về mà sao anh không chịu vô nhà? Chắc là anh còn giận chuyện ngày xưa. Em với anh Tâm luôn ở bên chị, chị nắm tay anh Tâm mà lại gọi tên anh.
cậu Tâm nói nhất định là ba sẽ về, nên con ra đứng đợi ba đó. Về đi ba. Mình về. Má ơi má, ba con về rồi nè má. Trâm, Trâm ơi, em phải mở mắt ra nhìn anh nè Trâm. Chị ơi, chị ráng đi chị. Trâm, em Tư, Giao đã về bên em rồi đó. Giao. Trâm, anh đây. Anh ơi, em đợi ngày này đến tàn hơi. Trâm ơi, xin tha tội anh đã phụ tình em, để vàng gió giọt sầu rơi em chịu đọa đày là bởi phải vì anh. Giờ thì anh đã trở bước qua về, em tự thỏa lòng chờ đợi bấy lâu. Giờ tim lòng dẫu hao, ôi buổi tay ngủ sao quá nao nề. Hoài ơi, dù có xa má, nhưng ba con đã về. Suốt đời sẽ ở bên con. Anh Tâm, em Hảo, chị đừng phụ lòng tôi. Trâm ơi, Trâm ơi, Trâm. Má ơi má, má đừng chết, ba về rồi mà. Má ơi. Lên